Rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đó kìa các bạn nhìn kìa, wow. Đó wow, xe chạy hay. Ôi trời ơi các bạn ơi, wow, chiếc xe này nó chạy đụng vô mấy chiếc xe nhỏ các bạn ơi. Trời ơi rồi nó bị mắc kẹt luôn rồi. Wow, nó mạnh chứ. Trời ơi, đừng. Ôi các bạn chứng kiến à. Wow, ghê chưa các bạn. Wow, mình là thiện xạ đó các bạn. Đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, đây là hộp dụng cụ sửa xe. Rất là nhiều dụng cụ luôn các bạn ơi. Đây là cái nón bảo hộ này, đây là cái mắt kính này, đây là cái gì đây? À, đây là cái mặt nạ chống độc nè các bạn. Đây là cây thước, đây là dao rọc giấy, đây là cây thước. Còn đây là cái chìa khóa để chúng ta dặn ốc nè các bạn. Cái búa nè các bạn. Có cái búa này chúng ta thay sửa xe đó các bạn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua đây. Cái hộp này hộp gì đấy các bạn? Ui, có rất nhiều xe luôn đó, bây giờ lấy. Qua nhiều xe chưa nè các bạn ơi. Đầu tiên đây là xe gì đấy các bạn? À, đây là xe chậu bê tông nè. Đây là xe gì đây? À, đây là xe quân sự nè, đây là xe nâng hàng nha. Đây là một chiếc xe lưu nè các bạn. Đây là một chiếc máy bay trực thăng. Còn đây là xe gì đấy các bạn? À, đây là một chiếc xe jeep nè, đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát. Đây là xe ủi cát nè các bạn ơi. Đây là xe địa hình, chiếc xe thang cứu hỏa nè. Đây là xe cứu thương nè các bạn. Đây là một chiếc xe ben nha. Ồ, một chiếc xe ô tô. Wow, những chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa xe. Đây là cái cẩu múc cát nè. Để bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe cẩu múc cát này nha. Ok. Cái búa đóng chắc chắn vô các bạn. Rồi ok, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn đẹp chưa nè các bạn. Rồi ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa hai chiếc xe này nè các bạn. Ồ, cái này là cái cẩu múc cát. Đây là xe cẩu múc cát của chúng ta đây các bạn. Ok, xe búa đóng vô chắc chắn nha các bạn. Ok, qua chiếc xe cẩu múc cát nhìn đẹp ha các bạn ha. Có anh tài xế đang ngồi lái xe nè các bạn. Rồi bên này đó các bạn, đó ở đây có anh lơ xe nè các bạn, thấy không? Các bạn nhìn phía trước cabin này nhìn đẹp chưa? Rồi để hai chiếc xe đó nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Ý, các bạn ơi, bên đây có cái gì nè các bạn? Một chiếc xe địa hình nè các bạn ơi. Đâu, xe đẹp lắm nha các bạn. Đâu, một chiếc xe địa hình điều khiển từ xa nè. Đây là cái độ điều khiển từ xa. Để mình coi có pin chưa bạn. À có pin rồi nè. Bây giờ mình sẽ lắp lại nha. Rồi ok, khởi động đây nè các bạn. Đó, wow, có sáng đèn các bạn thấy chưa? Chiếc xe của chúng ta nè. Để bây giờ mình kiểm tra có pin luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại. Ok, khởi động đây nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi. Wow, các bạn ơi, chiếc xe còn hoạt động nha. Wow, xe này hoạt động rất là ok luôn các bạn. Nhìn nè, phục nhúng nè các bạn. Đó, phục nhúng nhìn đẹp chưa? Đây là động cơ phía sau nha. Đi đi. Ôi các bạn ơi, trời ơi, qua chiếc xe này nó phi đụng hết mấy chiếc xe nhỏ của mình luôn. Em nhìn nè. Ó, kìa các bạn. Ó, nhìn đi nó chạy. Ó, kìa ghê chưa? Ó. Wow, mạnh luôn các bạn ơi. Đó, kìa các bạn nhìn kìa. Wow. Đó. Wow, xe mạnh quá các bạn ơi. Kìa. Ó, rất là khỏe luôn. Wow. Đó, nó đụng hết mấy chiếc xe nhỏ mà luôn các bạn. Đó. Xe này chưa thấy các bạn. Wow, xe chưa thấy các bạn ơi. Wow. Rồi, để chiếc xe này đây nha. Bây giờ chúng ta cần phải sửa chữa lại chiếc xe chậu bê tông này nha. Chậu bê tông dài chưa nè. Bây giờ mình sẽ lắp đây này nha. Rồi, gắn vô đây nữa nè. Rồi, ok, xong cái này là mình đã sửa chữa xong chiếc đầu chậu bê tông rồi nè. Rồi bây giờ thử động cơ luôn nha các bạn. Wow, động cơ rất là khỏe luôn các bạn ơi. Đó, chiếc xe này rất là khỏe luôn nha. Wow các bạn ơi, ở trong này có anh lái xe nè các bạn. Bên này có anh tài xế. Ở đây còn có cái đầu xoay nữa các bạn. Đó, chúng ta có thể xoay cái đầu trộn bê tông nè các bạn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Rồi đây có cầu thang các bạn, leo lên nè. Chúng ta sẽ đổ đất đá cát xi măng vô đây nha. Sau đó cái đầu trộn bê tông sẽ xoay trộn bê tông nha. Wow, xe rất là ok luôn. Rồi các bạn ơi, phía trước chúng ta có gì nè các bạn? Wow, những chiếc xe công trình đâu. Để bây giờ mình coi chiếc này chiếc xe gì nha các bạn. Wow các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu điều khiển là đẹp chưa nè. Đâu, bây giờ mình kiểm tra coi xe này khởi động lên các bạn. Qua xe được khởi động lên mình nghe cái tít các bạn, rồi có sáng đèn nữa nè bạn. Đó, đèn chớp nè các bạn, thấy đẹp chưa? Đó, đây là cái móc cẩu nè các bạn. Giờ mình sẽ khởi động cái đầu điều khiển lên nè các bạn. Rồi, đó, các bạn ơi, khi mình khởi động điều khiển lên nó kêu tít các bạn nghe không? Rồi bây giờ mình bấm nút này nè các bạn. Đó. Mình bấm nút này các bạn. Ồ, cái này là nút xe chạy tới nè các bạn. Đó, chạy tới chạy lui nè các bạn. Wow, rồi còn đây nè các bạn. Ồ, đây là điều khiển quẹo lái nè các bạn. Giờ mình sẽ bấm nút này nha các bạn. Ồ các bạn ơi, bấm cái nút này á là cái móc tời nó đang đưa ra các bạn. Đó, dây tời đang đưa ra các bạn. Mình sẽ bấm nút này nha các bạn. Ồ các bạn ơi, cái nút này là cái cần cẩu đang đưa cao rồi kìa các bạn. Đó, cái cần cẩu đang đưa cao đó, các bạn thấy không? Bấm nút này các bạn. Ủa các bạn ơi, cái nút này là xe sẽ quay cái bệ cẩu nè các bạn. Đó, cái bệ cẩu đang xoay, các bạn thấy hay chưa? Đó, xoay cái bệ cẩu hay chưa các bạn ơi? Kìa, đó, xoay ngược lại nè nha. Wow, mình sẽ cho cẩu cái búa này lên nha các bạn. Bấm cái nút này để cẩu cái búa lên nha các bạn. Đó, wow, cái búa đang được cẩu lên các bạn ơi. Đó. Wow, xe chạy hay. Ôi trời ơi các bạn ơi. Wow, chiếc xe này nó chạy đụng vô mấy chiếc xe nhỏ các bạn ơi. Trời ơi, rồi nó bị mắc kẹt luôn rồi. Wow, nó mạnh chứ kìa. Wow các bạn ơi. Wow, ghê chưa. Wow. No. Wow các bạn ơi. Ui trời ơi. No. Ôi không được rồi. Wow các bạn ơi. Kìa. Wow, nó chạy đâu vậy? Wow các bạn ơi. Kìa. Oh, wow đồ. Wow các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy đâu vậy? No. Ủa, nó chạy đâu vậy? Ô, các bạn ơi, trời ơi, nó đụng kèm. Ô, trời ơi, các bạn ơi. No. Ô, trời ơi, nó đụng kèm. Ôi, trời ơi, nó đụng hư hết rồi các bạn ơi. Rồi, nó qua này, nó tấn công luôn các bạn. Wow, không được rồi. Oh no, ôi, đừng. Ôi, các bạn ơi, trời ơi, chiếc xe nó chạy gì kỳ vậy? Ôi, đuổi về vô đây hả? Ôi, no.
Đồ hư trên chiếc xe của mình hết rồi. Rồi rồi, nó bị mắc kẹt rồi các bạn ơi. Rồi chiếc xe này như đang bị mắc kẹt rồi. Không được, không được, không được rồi. Mình không nên chơi chiếc xe này nữa các bạn ơi. Chiếc xe này trên nó đụng hư hết những món đồ chơi mình rồi. Bây giờ mình phải sửa chữa lại xe thôi các bạn ơi. Rồi đầu tiên mình sẽ phải sửa chữa lại chiếc xe này nè. À các bạn ơi, đây là chiếc xe cậu múc cát nè. Rồi, cái đầu cậu múc cát này nè các bạn. Đây, mình lấy cái đầu cậu múc cát nha. Mình sẽ lắp vô nha các bạn. Đây, gắn vô đây các bạn ơi. Rồi xong rồi. Wow, một chiếc xe cậu múc cát cũng rất đẹp luôn các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. À ở bên này các bạn ơi. Bên này có chiếc xe cho mình sẽ lắp ráp bánh xe cho chiếc xe chở rác nha các bạn. Đây một bánh rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái búa các bạn. Đó, đóng cho chắc chắn vô nha các bạn. Rồi ok xong rồi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi ở đây có cái hộp gì nè các bạn. Đây mình lấy lại mình xem nha. Wow các bạn ơi, đây là xe gì đấy các bạn. Ô một chiếc xe cậu múc cát nè các bạn. Ô xe cậu múc cát thì sẽ làm việc chung với lại chiếc xe ben nha các bạn. Chiếc xe ben này có thể bật cái thùng ben luôn nè các bạn thấy không. Mình nhấn xuống nè, bật thùng ben nè. Đó xe rất là xịn luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy động cơ mạnh chưa các bạn ơi. Đây là chiếc xe gì đây các bạn. Ô các bạn ơi, đây là một chiếc xe thang cứu hộ nè các bạn. Chiếc xe thang cứu hộ màu vàng đúng không, cũng rất đẹp luôn các bạn. Wow động cơ cũng rất là khỏe luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo đây là xe gì đây các bạn. À đây là một chiếc xe chậu bê tông nè các bạn. Wow xe chậu bê tông nhìn đẹp chưa nè. Đó có cầu thang leo lên luôn, xịn sò ha các bạn. Wow động cơ cũng rất là khỏe luôn các bạn. Đây là xe gì đây các bạn. Ô một chiếc xe xúc lật nha các bạn. Đó xe xúc cát xúc lật nha. Wow, động cơ cũng rất là khỏe luôn các bạn ơi. Đó, xe rất là khỏe luôn nha các bạn. Ơi, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Ồ, một chiếc xe này chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Đó, xe động cơ có rất là mạnh luôn đó nha các bạn. Wow, những chiếc xe này xịn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây các bạn. Ở bên này có hai chiếc xe. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe chậu bê tông này nha các bạn. Đây, gắn bánh xe vô nè các bạn. Rồi, ok. Đó, đóng chắc chắn vô nha. Rồi, rồi ok. Wow, đã sửa chữa xong chiếc xe chậu bê tông nè các bạn. Wow, chạy xe chậu bê tông ra các bạn. Ô còn chiếc xe tải quá nhà chúng ta không biết có bị hư không các bạn. Ô mình thấy chắc bình thường các bạn ơi. Không sao, không sao, không sao, không sao. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe ben này nha các bạn. Đây, gắn bánh xe nè các bạn. Rồi, tiếp tục thêm bánh đây nữa các bạn ơi. Rồi, ok bạn. Đó, đóng cho chắc chắn vô nha các bạn. Rồi, ok. Wow, xong rồi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Ở đây có cái hộp gì nữa các bạn. Wow, một hộp súng siêu ngầu luôn các bạn ơi. Nè nhìn nè các bạn. Ô để mình dùm kiếm coi chỗ mở nè. À mở đây nè các bạn. Đây đây đây, đây nè. Đó các bạn nhìn nè. Wow, khẩu súng nhìn ngầu các bạn nhìn nè. Wow. Khẩu súng này mình có thể lắp ráp được các bạn. Đây bây giờ mình sẽ từng chi tiết cho các bạn cùng xem nha. Đó, đây là cái ống nhắm nè các bạn. Đó, ống nhắm nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow. Rồi, tiếp theo mình sẽ gỡ cái bán súng này ra. Đó, gỡ bán súng ra nè. Cái này chỗ băng đạn nè các bạn. Băng đạn thì mình sẽ nhấn cái chỗ này các bạn. Mình rút ra nè. Đó các bạn. Ha, à, cái này cái bán súng nè các bạn. Rút luôn các bạn. Đó, hay chưa các bạn? Rồi, cái chỗ này là cái nòng giảm thanh nè các bạn. Đó, mình dặn ra nè các bạn. Wow, khẩu súng này xịn sò chưa các bạn ơi. Nè, chúng ta thay mở đây chúng ta coi nè các bạn. Đó, khi mà bị kẹt đạn hay gì chúng ta mở đây chúng ta kiểm tra. Đó, chúng ta gài lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử kiểm tra coi khẩu súng còn hoạt động không nha. Mình bóp chỗ này nè nha. Đó, các bạn nghe âm thanh không? Đó, nghe âm thanh rất là hay luôn đúng không? Đó, có nghĩa là khẩu súng này còn hoạt động đó nha. Rồi, vô đây các bạn. Đó, một viên nè. Rồi, hai viên nè. Rồi thêm một viên nữa các bạn, ba viên nè. Rồi thêm một viên nữa, năm viên nè, gắn vô nè các bạn. Đó gắn vô nè. Ok, gắn cái nòng giảm thanh vô nha các bạn. Đây chờ một xíu. Rồi mình dặn lại nè. Đó chắc chắn rồi các bạn thấy không. Mình sẽ gắn cái bán súng vô nè các bạn. Đây mình gài vô đây các bạn. Đó ok xong rồi nè các bạn. Nhìn đẹp chưa các bạn. Rồi bây giờ muốn dài thêm phút các bạn, gắn thêm cái này nè các bạn. Đó wow, gắn cái ống nhắm vô nha các bạn. Đây gài vô nè bạn. Đó wow, mình có một khẩu súng siêu hiện đại luôn các bạn ơi. Mình sẽ dám bắn nha. Ồ các bạn thấy ghê chưa, mình bắn vô chiếc xe đó các bạn nhìn đây. Đó đó đó. À, bây giờ mình sẽ nhắm mục tiêu cho các bạn. Phía trước mình rất là nhiều mục tiêu luôn các bạn ơi. Kìa 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 kìa, đây mình sẽ bắn những chiếc xe này. Wow 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 các bạn. Wow các bạn thấy xe này mình bắn văng luôn các bạn thấy không, khẩu súng rất mạnh luôn. Kìa chứng kiến kìa. Wow wow ghê chưa các bạn. Ô mình là thiện xạ đó các bạn. Đó đó các bạn thấy mình bắn hay chưa. Wow wow. Có khẩu súng này chúng ta thấy tiêu diệt quá vậy các bạn. Nhưng bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye chào mọi người các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.